Xin chào khán giả của Điện ảnh.net, mình là Ngọc Thảo và mình đã sẵn sàng với thử thách gấp lắm rồi. Khách mời có 3 phút để trả lời thật nhanh các lá thăm. Nếu bút trúng lá thăm yêu cầu bắt buộc thì phải thực hiện. Kết thúc 3 phút, nếu rút được 30 lá thăm trở lên sẽ vượt qua thử thách. Bố mẹ hối lấy chồng, trai V-Beat nào bạn muốn dắt về ra mắt nhất? Không, người mình thích không nằm trong V-Beat, mình không có thích. Không có thích trai trong V-Beat, không thích ai hết. Bạn dùng nick ảo để làm gì? Mua quần áo. Kể tên một bộ phim mà bạn xem đi xem lại nhiều lần. Friends. Bạn gặp Mai bao giờ chưa? Gặp rồi nha. Bị mắc kẹt trên đảo hoang cùng với ba trai đẹp V-Beat. Ba trai đẹp nào bạn muốn? Song Luân, Lê Dương, Bảo Lâm và anh nào giờ đọc đại tên. Hiếu ơi! Anh yêu em. Dùng lưỡi chạm vào mũi. Lưỡi chạm vào mũi. Hả? Không làm được sao? Ba phút có hạn. Nếu được giao một vai nữ chính trong một phim, bạn muốn trở thành một hình tượng như thế nào? Ác nữ. Phim hài hay phim tình cảm? Phim hài. Bắn tim bằng ba cách khác nhau để biểu đạt tình yêu. Bắn. Ghép vào tay, sắp vào môi, em chẳng muốn phải chờ đợi lâu. Bạn đã từng crush ai trong showbiz chưa? Có, Thảo có. Tính nhanh, 550 chia cho 2 là 275. Wow, mời đẹp. Xăm mình hay xỏ khuyên? Xỏ khuyên nha. Số pi bằng bao nhiêu là gì? Số pi là số gì vậy mọi người? Ủa, gì vậy? Số pi là số gì vậy? Ai là Lee Min Ho, Đồng Nai, anh Lê Dương, Bảo Lâm? Phim kinh dị mà bạn thích nhất? The Ring. Thử thách nhìn camera chớp mắt đáng yêu trong vòng 5 giây. Ê, quá trời giây luôn rồi. Bạn có trên 5 người yêu cũ không? Chắc tầm đó đó. Thảo có trên 5 người yêu cũ, Thảo nghĩ vậy. Bạn nghĩ là bạn là một người may mắn hay kém may mắn? Thảo nghĩ Thảo là một người may mắn. Bạn có dám nghe chuyện ma một mình không? Thảo đã từng nghe coi phim ma, nghe chuyện ma một mình hết luôn. Trời ghê chưa? Phim Hàn hay phim Trung Quốc? Phim Hàn ạ. Phim Hàn. Nhưng mà trai Trung Quốc đẹp hơn. Bạn có thể cử động lỗ tai mình không? Không. Bạn có từng gian lận trong một bài kiểm tra chưa? Quá trời lần luôn. Nhìn vào camera và nói một câu thả thính. Tính ai cũng vậy thì tính em nè, đúng không? Nếu như anh muốn ăn sườn nướng thì ăn em trước đi. Trời, nghe giả tạo quá. Nghe giả tạo quá. Hiếu thứ hai hay mono? Hiếu thứ hai nha. Hát chị. Cảm nghĩ thôi đi chơi thì có mấy câu văn học thì tao nghĩ không ra, còn mấy câu đơn giản thì tao nghĩ ra. Nói chung là cũng vui và cũng dễ làm mình rối trí đó. Rất là cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video clip này của Thảo và mong là các bạn sẽ không kêu Thảo ngố. Thách em đi kêu quay clip này. Bye bye, cảm ơn. 5 người yêu cũng không có. Bạn từng có ai trong showbiz chưa? Rồi, thử thách hãy nhìn thở trong vòng 10 giây.